Mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Sáng Tạo Vlog. Hôm nay thì mình vừa đi chợ Nhật Tảo về, có mua được một ít đồ thì cùng view cho các bạn cùng xem. Đối với những anh em mà làm bên điện tử hoặc những bên chế đồ á, thì chợ Nhật Tảo là một trong những thiên đường đối với tất cả các anh em. Miền Nam á, ta có chợ Nhật Tảo, miền Bắc thì ta có chợ Trời. Thì ở miền Bắc cái độ phong phú và giá nó sẽ rẻ hơn miền Nam, tại vì nó gần Trung Quốc. Thì tổng thiệt hại của mình cũng gần 150k các bạn. Đây là những dây nguồn mình thấy hữu hiệu và sử dụng tới, cho nên mình mua về. Cũng có những dây mới như cũ các bạn. Này, dây mới này các bạn. Đây là một biến áp 220V xuống còn 26V. Cái này thì mình mua về để mình chế mấy hàng xi pin thôi. Đây là công tắc hành trình. Tiếp theo là dây nguồn nữa các bạn. Ở đây thì mình gói bằng giấy kỹ lưỡng, bởi vì mình vận chuyển về mình sợ nó hư. Lại thêm một biến áp nữa. Này là những cái bánh răng đã gắn vô những cái máy giảm tốc. Thì mình thấy nó hay hay nên mình cũng mua về một ít. Này là những chiếc áp. Chiếc ép này là chiếc ép 5kg. Cái này thì về để mình vặn những cái mạch điều khiển gì đó. Đây là những núm vặn của Amply nhé các bạn. Công tắc hành trình. Tiếp tục là các dây nguồn nha các bạn. Những dây này thì mình mua mới luôn. Này là mạch delay, mạch tạo thời gian trễ. Rồi ha, thì tổng thiệt hại của cái túi này cũng tầm 70k. Đây, tiếp theo là túi đồ thứ hai này các bạn. Ở đây thì mình có một cái đèn, này là đèn để gắn vô những cái bể cá thủy sinh đó. Thì mình cũng chưa có test thử nữa, mình mất cái lá đem về thôi.
Trên đường đi về thì mình có ghé qua nhà chú mình đó, mình có xin được cái cặp lo này. Thì mình gỡ ra, chắc cũng gỡ lo ra để mình chế cháo lo vào trước thôi. Cũng hay hay. Này là router các bạn. D-Link router này thì sử dụng là cặp đồng. Thì cái này cũng lâu rồi, tầm chắc cũng mười mấy năm về trước. Tại bây giờ không ai còn sử dụng cặp đồng nữa các bạn. Chứ người ta xài bằng cáp quang rồi, cho tín hiệu nó nhanh hơn và độ ổn định nó cao hơn. Cáp đồng thì nó hay bị rớt mạng lắm, tín hiệu hay bị chập chờn. Adapter sạc. Cái này thì là adapter nguồn cho các router nè. Nhưng mà cũ à. Này tiếp tục là một router nữa các bạn. Router này thì cũng là router sử dụng cái cặp đồng thôi. Của Tabelink. Sử dụng được cho hai máy, một cổng mạng LAN và cổng UP. Đây là switch để phân chia mạng. Cái này thì chúng ta có thể phân chia tối đa là 4 máy. Đây là một cái router nữa các bạn. Nhưng mà router này được tích hợp wifi luôn. Lo này thì mình cũng xin của chú mình thôi, chứ đường về thì mình xin thôi. Thì lo này là lo TV các bạn. Ngoài ra thì trong này có các adapter nè. Cái này thì adapter nguồn này là nguồn trái chiều AC sẽ chiều. Adapter này adapter DC 5V. Một biến áp tăng thanh 220V xuống 26V. Này là một cái dây cắm nguồn, nhìn khá là chắc chắn rồi. Thì tóm kết lại,
với hai thứ đồ này thì mua chạy nhật tảo thì mình thiệt hại cũng hơn 150k. Bù lại thì mình có được một số adapter này xài rất là ngon các bạn. Cái này nếu mà mua ngoài thị trường mà mua mới thì cái adapter này thì một adapter như vậy cũng tầm khoảng 30-40 nghìn. Rồi thì mình xin kết thúc video của mình tại đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, nhớ là chia sẻ và đăng ký kênh. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.